Bộ phim hôm nay chúng mình sẽ mang tới là câu chuyện về chàng trai Nerima đang là học sinh năm nhất cao trung tại Nhật Bản. Ở đất nước ấy đã ra một bộ luật hôn nhân cho những người đủ 16 tuổi sẽ phải kết hôn với một đối tác mà chính phủ giao cho. Câu chuyện thực hư ra sao? Mời các bạn theo dõi. Nước Nhật rơi vào khủng hoảng già hóa dân số khiến cho chính phủ buộc phải ban hành luật hôn nhân Iuzaki. Luật quy định nam nữ đủ 16 tuổi sẽ phải kết hôn với đối tượng phù hợp do họ lựa chọn trên quy định về gen và di truyền. Nếu ai không tuân theo hoặc yêu một người nào khác sẽ là phạm pháp. Luật đã áp dụng được khoảng 40 năm nay giúp cho tỷ lệ sinh đạt ổn định và những đứa trẻ sinh ra đều thông minh hơn trước, nhưng chàng trai Nerima của chúng ta đã thầm thương nhớ một cô bạn cùng lớp đã lâu. Hôm nay lại nghe thấy cậu bạn thân Takeda than thở vì đã nhận được tin nhắn ghép đối tượng của chính phủ khiến cậu ấy buồn rầu. Hội trai muốn yêu và cưới người mình yêu bao gồm Nerima, Takeda, Nisaka và một vài người khác lập lời thề không kết hôn theo lệnh chính phủ. Tuy nhiên cô bạn gái Misaki xinh đẹp cũng tham gia khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Cô ấy chính là người mà Nerima đã thầm đơn phương 5 năm nay. Ngoài cậu thì ai cũng thích được ghép lệnh cưới với cô ấy. Tình cảm của Nerima nảy nở chỉ từ cục tẩy trì mà cậu chia đôi cho Misaki và lời cảm ơn nhỏ nhẹ của cô ấy. Thế nhưng chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật tròn 16 tuổi của Nerima. Cả gia đình cậu đều háo hức muốn biết người mà chính phủ lựa chọn cho Nerima là cô gái nào. Còn Nerima trong lòng chỉ có một mình Misaki. Cậu quyết định sẽ đi tỏ tình với cô ấy trước khi quá muộn. Sáng hôm sau, Nerima chạy tới gọi Misaki nhưng cô lại tỏ ra vẻ không thân quen gì khiến Nerima xấu hổ. Cậu biết rằng mình là ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây. Nhưng nhìn cô ấy lạnh lùng quay gót bước đi cậu lại lấy hết can đảm ra để hẹn cô gặp mặt sau giờ học ở công viên lúc 6 giờ tối. Không gặp không về. Tối đó Nerima ra công viên đợi từ sớm, nhưng chờ mãi mà cô ấy vẫn không xuất hiện. Cậu đã nhổ sạch cả cỏ của công viên, ngồi xây được mấy cái hầm mộ cắt xong xôi đẹp đẽ mà cô ấy vẫn không tới vì đã khuya mà cảnh sát còn phải nhắc nhở cậu về nhà lúc đang định về thì misaki chạy tới hai người ngồi cạnh nhau mà ngại ngùng không biết nói gì thực ra misaki đã chú ý tới nerima từ nhỏ nhưng hôm nay cô đã tỏ ra không thân quen là vì cô biết họ không nên biết yêu một ai đó misaki lôi nửa cục tẩy năm ấy ra và bật khóc thổ lộ tình cảm với nerima sau đó là cảnh mà hai người yêu nhau thường làm trong sáng một chút nhé chỉ là ôm hôn nhau thôi bỗng nhiên tiếng điện thoại kêu lên chen ngang vào cảnh lãng mạn của hai người Hóa ra đã qua 12 giờ đêm. Lúc này Nerima đã 16 tuổi. Cậu nhận được tin nhắn của chính phủ rằng đã ghép được đối tượng có tên là Misaki. Cậu mừng rỡ hạnh phúc coi đây là ý trời nhưng điện thoại sập nguồn ngay lúc ấy. Rồi có hai người đại diện từ chính phủ tới đưa cho Nerima profile vợ tương lai của cậu. Nerima ngạc nhiên khi cái tên trong đó lại là của người con gái khác. Cậu cãi không được vì điện thoại đã sập nguồn. Nerima không chấp nhận việc này, Misaki nắm lấy tay của cậu và nhắn đủ họ nên kết thúc ở đây cô vốn đã không muốn đến vì biết sẽ có lúc này mà. Sau đó Misaki đau khổ bỏ chạy, Nerima vứt cả tập hồ sơ ở đó chạy đuổi theo cô ấy, đuổi theo tình yêu mà cậu đã âm thầm gìn giữ 5 năm qua. Rồi dưới áp lực từ gia đình thì Nerima cũng bị bắt phải đi xem mắt vợ tương lai. Cậu không chịu mà đội mặt nạ tới trường để khỏi bị phát hiện. Nhưng khi cả lớp biết Nerima trốn xe mắt để đi học thì ai cũng sốc há hốc mồm. Giám chống đối lại chính phủ nên phải đưa ngay tới gặp giáo viên chủ nhiệm. Thầy giáo nhắc nhở Nerima phải quan tâm tới tương lai, chuyện gia đình còn quan trọng hơn gấp nhiều lần việc đi học. Rồi cả Misaki lúc này cũng tìm đến để gặp Nerima nói rõ, cô không muốn Nerima dây dưa với câu chuyện hôm qua nữa. Hãy để cho ký ức ngủ yên trong lòng cả hai. Nghe đến đây mà Nerima bắt đầu trang váng, vậy là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây sao. Rồi cậu đành để gia đình đưa đi xem mắt nhà gái. Ông bố vợ tương lai của cậu có vẻ cao to như tây nhưng ông cứ khóc dòng vì con gái sắp phải lấy chồng. Mẹ vợ thì nhỏ nhắn xinh tươi như hoa. Và bất ngờ chưa ông già Nerima, Cô vợ tương lai Jirina của cậu còn xinh hơn cả Misaki. Hai gia đình ngồi đối diện nhau để nói chuyện mà Nerima cứ cúi gằm mặt không dám nhìn Jirina. Cô ấy thì hỏi chuyện liên tục mà không được đáp lại nên bực mình ném áo vào mặt Nerima và giận dữ mắng cậu bất lịch sự. Sau đó là bỏ ra ngoài không muốn cưới xin gì nữa cả. Mọi người chia nhau đi tìm Jirina. Nerima đi tới một phòng để chăn mền thì chẳng may đẩy cửa vào. Hóa ra Jirina đang ngồi khóc thút thít trong đó hỏi ra mới biết không phải cô giận nerima mà là do bản thân cô ấy cũng đang sợ hãi khi chưa biết yêu là gì mà đã phải kết hôn cô cũng không muốn tới đây nhưng đã phải cố gắng để không chạy trốn vậy mà nerima lại không dám đối diện với cô ấy cậu liền hiểu ra hai người cũng giống nhau đều chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này nerima quỳ xuống xin lỗi jirina chân thành cậu đã không nghĩ cho cảm nhận của jirina nhưng lại lỡ miệng nói ra lý do mình đã yêu một cô gái khác jirina liền tò mò về người mà nerima yêu Cả cái cách cậu yêu nữa vì cô cũng chưa biết yêu là gì. Nerima kể lại mọi chuyện cho Yurina nghe. Cậu không ngờ Yurina lại ngỏ lời tìm hiểu tình ý của Misaki giúp cậu. Nhưng bây giờ để quay lại gặp mọi người thì họ phải nắm tay nhau thân thiết để qua mắt người lớn. Hôm sau Nerima tới lớp mọi người đều tò mò về vợ tương lai của Nerima. Nisaka thấy Misaki đi tới còn cố tình hỏi cô ấy để xem cô có muốn biết mặt mũi tình địch thế nào. Nhưng Misaki rất bình thản, trả lời khéo léo rằng cô chả liên quan thế là nisaka tắt ngấm trả dám hỏi nữa sau đó Ririna nhắn tin hẹn gặp nerima mà cậu liên lạc không được nên qua trường cô ấy để tìm thì được biết jirina đang nằm phòng y tế cậu tới đó đánh thức cô ấy nhưng lại lỡ mồm hỏi về biệt danh mà các học sinh khác đặt cho cô nên nerima ăn chọn nguyên cú đấm của jirina vào mặt sau đó jirina lại hỏi chuyện về người trong mộng của nerima đúng lúc đó thì misaki đi qua nerima chỉ cho jirina nên cô ấy lao ra hỏi chuyện misaki rồi cùng đi uống nước dù misaki biết jirina là vợ sắp cưới của nerima nhưng lại trò chuyện cùng cô rất vui vẻ nói cả những chuyện kỳ quặc khó hiểu tới khi misaki về rồi jirina liền thấy xúc động đến bật khóc cô không ngờ lâu nay mình chẳng có bạn bè gì mà giờ lại gặp được một người tâm đầu ý hợp đến thế nerima dỗ jirina nín khóc nhưng cậu lại lỡ mùng lần nữa nói ra việc mình đã hôn misaki jirina không giận mà còn yêu cầu cậu lặp lại điều đó với misaki một lần nữa thật là một cặp đôi bất ổn hôm nay đi học Nerima tranh thủ than thở với Nisaka về hoàn cảnh éo le của mình. Nisaka nghĩ cậu đang phức tạp hóa mọi chuyện lên thôi, lại giống như việc Nisaka bị một đàn anh hành hung trong trường. Thay vì Nerima nên gọi giáo viên để giải quyết thì cậu lại điện thẳng cho cảnh sát. Vậy nên lần này Nisaka khuyên cậu cứ bình tĩnh mà giải quyết mọi việc. Thế nhưng Nerima vẫn không thể từ bỏ suy nghĩ về Misaki được, cũng chẳng biết làm gì trong trường hợp này. Chiều đó Nerima tới nhà của Zirina theo lời mời của cô ấy. Vừa bước chân tới cửa nhà Jirina thì Nerima đã bị cô càm giam vì việc đến trễ 20 phút lận. Jirina dẫn Nerima vào phòng của cô, cánh cửa mở ra. Bất ngờ chưa ông già, Jirina đã mời Misaki tới trước cậu. Misaki thấy Nerima ngại quá định về thì Jirina giữ lại. Tới lượt Nerima định về thì Jirina cũng giữ lại. Cô muốn tạo bất ngờ cho Nerima và Misaki về cuộc gặp này vì cô thấy hai người đã rất vui vẻ khi kể về nhau. Thế rồi Nerima phải ở lại chứng kiến hai cô gái này thân thiết còn mình ra rìa. Mãi tới cuối chiều Nerima mới lên tiếng để họ biết mình còn tồn tại. Lúc này Jirina nghiêm túc đề nghị Nerima hôn Misaki trước mặt cô. Misaki ngượng ngùng chạy đi ra ngoài với lý do đi vệ sinh. Nerima liền quay ra cãi nhau với Jirina vì tưởng Misaki đã giận cậu ấy, nhưng cô ấy lại quay trở lại và đồng ý làm theo lời Jirina. Nerima đơ người chẳng hiểu cái gì luôn nhìn misaki tiến tới sát người nerima mà jirina khoái khoái chảy nước miếng nhưng nerima vội nén nụ hôn của misaki cậu quay về hướng jirina kiểu như không muốn làm chuyện có lỗi với vợ sắp cưới đúng là thanh niên nghiêm túc misaki thẹn quá phải nói nhà bao việc để trốn về trước khi đi cô vẫn không quên dặn dò jirina một cách chân thành rằng hãy thay mình ở bên nerima jirina vẫn chưa toại nguyện cô chạy vào phòng và bắt nerima từ sau phải hôn misaki mỗi ngày mới thôi cuối cùng thì jirina cũng ra tiễn nerima về nhưng lại gặp nisaka giữa đường màn chào hỏi của nisaka và jirina không mấy thân thiện cho lắm ngày hôm sau bộ ba phát tài nerima takeda và nisaka lại đi cùng nhau sau tiết thể dục để than trách về môn học chán ẻ mà họ phải học luôn sau giờ ăn trưa lúc này misaki đi qua cả nhóm nerima liền cảm nhận được ánh mắt misaki và nisaka nhìn nhau có gì đó rất lạ Cậu vốn tưởng Nisaka là bạn thân của mình nên kể với cậu ấy mọi chuyện nhưng dạo gần đây thấy Nisaka hay làm phiền đến Misaki. Giờ cậu ta nghĩ gì trong bụng? Nerima cũng không rõ nữa. Mải suy nghĩ mà cả phòng thể dục đã thay đồ về lớp hết rồi. Cậu vội vã mặc đồ rồi đi ra ngoài thì gặp Misaki ngồi chờ mình. Misaki muốn biết sau khi cô bỏ đi thì Jirina đã nói gì với Nerima. Nerima liền nói với Misaki yêu cầu của Jirina làm cô ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi bóng giáo viên ở san nên Nerima phải kéo Misaki vào sau cột nhà hai người nhìn nhau mặt đối mặt thế rồi misaki sát lại hôn nerima cậu cũng mặc kệ mọi thứ xung quanh rồi đắm chìm vào tình yêu của mình nisaka đi từ xa tới cậu chỉ muốn thốt lên trời ơi cái quần què gì vậy trở về lớp học nerima hẹn gặp nisaka vào cuối giờ sau khi tan lớp nhưng khi nisaka quay lại thì nerima đã ngủ mất nisaka nhìn đôi môi của nerima cậu lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nerima sau khi tỉnh dậy thì cậu chỉ biết nisaka đã ngồi đó chờ mình từ bao giờ Cậu liền hỏi Nisaka liệu có thích Misaki không khi thường xuyên trêu ghẹo cô ấy. Nisaka phủ nhận, cậu ấy không thích Misaki mà là một người khác khó nói. Tối nay Nerima phải hẹn Jirina đến nhà mình ăn tối. Cậu hoang mang khi mẹ hỏi tiến độ thân mật của hai đứa. Jirina nghe đến việc hôn nhau thì giật mình xì luôn cả lọ sốt Maronelisa và bát salad của mình. Cô không hiểu tại sao nam và nữ phải hôn nhau. Mẹ của Nerima nói vì thích thì mình cứ nhích thôi, sau đó là quay sang cười với chồng mình. Ăn xong bà dục hai đứa lên phòng Nerima làm gì thì làm. Nerima nắm tay Jirina dẫn đi cho khỏi lạc nhưng cô ngại ngùng giật tay ra. Lên đến phòng của Nerima, "Ôi mẹ ơi bẩn hơn cả trùng lợn." Jirina tuy ghê ghê nhưng cũng phải ra tay dọn dẹp sạch sẽ giúp Nerima để lát nữa bên chính phủ đến gặp mặt họ. Trong lúc ấy, cô phát hiện ra cuốn album ảnh cấp hai dễ thương của Nerima. Ở đó có cả hình của Misaki, cả quá khứ dễ thương của hai người họ. Jirina nghe Nerima kể chuyện mà thấy happy lay. Cô cũng kể lại mình từng thích một bạn nam cô đơn giống mình trong bệnh viện, nhưng mà nó lạ lắm. Hóa ra bạn đó là hình nộm mẫu để các y bác sĩ sử dụng. Bảo sao cô chẳng thấy có cảm giác gì. Lúc này mải tranh cãi mà Jirina tiến lên trượt ngã đè vào người Nerima. Đang không biết phải làm sao thì hai người của chính phủ tới. Thấy hai đứa nhỏ cứ ngượng ngùng không thèm nhìn nhau, bà chị còn tưởng hai đứa mần nhau rồi. Sau khi giới thiệu lại về quy trình của sợi chỉ đỏ khoa học, gắn kết các cặp đôi thông qua kho lưu trữ dữ liệu quốc gia thì họ khẳng định đôi Nerima và Jirina đang tiến triển rất tốt, có thể tiến đến chuyện nam nữ cho thân mật hơn. Điều này khiến cả hai sốc không kịp thở, còn chưa nắm tay hôn hít nữa là tiến xa. Nghĩ thôi đã khiến mặt Nerima đỏ phừng phừng. Thấy tình trạng đôi này khá tốt nên họ tiếp tục qua nhà khác. Trước khi đi họ còn hỏi Nerima nhà của Misaki. Nerima chỉ đường xong mà tim như chết lặng. Người cậu yêu thương này cũng đã đến lúc bị chỉ định rồi. Nerima thất vọng lắm. Ririna thì không muốn Misaki buồn nên phải củng cố tinh thần cho Nerima, giận cậu không được bỏ cuộc. Sáng hôm sau Misaki đi học trễ hơn mọi khi. Nerima cứ nghĩ làm sao để hỏi chuyện cô ấy nên chẳng thể tập trung học được. Đúng lúc thầy giáo giao nhiệm vụ cho Misaki và nhờ Nerima giúp đỡ, nó lại hợp lý quá. Tan học Nerima bê cả một chồng tài liệu về lớp thì thấy Misaki và Nisaka đang nói chuyện với nhau. Cậu tò mò lắm mà không dám hỏi cô ấy. Đến khi Misaki vào thì Nerima chỉ hỏi về chuyện người bên chính phủ đã tới để ban lệnh cho Misaki với ai. Cô ấy vui vẻ nói rằng mình chưa nhận được gì. Có lẽ Misaki đang giấu chuyện đó với Nerima để cậu có thể yên lòng. Giữa không gian vắng vẻ của lớp học, gió nhẹ bay trước rèm cửa, hai người không kìm lòng được lại tình cùng với nhau. Tối đó, Jirina gọi điện cho Nerima bàn về kế hoạch cắm trại của hai gia đình, cô ấy còn mời cả Misaki nữa. Nghe tới đây, Nerima giật mình đánh rơi cả cây kem đang ăn không hiểu jirina nghĩ gì nữa mình cậu không biết phải làm gì với hai cô gái trước mặt hai bên gia đình thôi thì rủ thêm thằng bạn thân nisaka đi cùng cho cân đối một khung cảnh lãng mạn hiện ra nerima lại gần nâng cằm jirina và đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó đè cô xuống giường và hôn nồng nhiệt hơn nữa jirina giật mình mở mắt hóa ra là cô đang mơ jirina chưa hôn bao giờ nên không biết mùi vị của nó ra sao vậy nên cô đã tới thư viện tìm hiểu sách về nụ hôn ở đây cô gặp được một người bạn mới cô ấy là người luôn xếp sau zirina một bậc trên bảng xếp hạng thi đua hơn nữa còn là em gái của bác sĩ đã từng chữa trị cho zirina nhiều năm trước cô ấy luôn được anh trai kể về một bé gái xinh xắn mạnh mẽ điều trị trong bệnh viện một mình mà không hề sợ hãi chính vì vậy cô ấy đã rất muốn làm bạn với zirina zirina tiếp nhận thông tin nhưng cũng không có gì để nói cô bạn kia cũng đành chấp nhận thôi nhưng vẫn khen zirina hệt như nerima đã từng khen thế rồi zirina đồng ý kết bạn từ đó Vậy là ngoài Misaki thì giờ cô đã có thêm một người bạn mới. Còn Nerima sau chuyến cắm trại thì bị Misaki né tránh, cậu cũng không hiểu tại sao. Lúc này Takeda còn báo cho Nerima việc Nisaka nghỉ học và còn có nguy cơ bị lưu ban. Đang nói chuyện thì thầy giáo tới nhắn hai người về nhà chuẩn bị tham gia lớp học đặc biệt của chính phủ vì cả hai đã được lệnh chỉ định người kết hôn rồi. Đúng lúc gặp Nisaka lững thững đi tới. Khi cậu ấy nghe tin về lớp học đặc biệt của chính phủ thì lại ngỡ ngàng, có vẻ Nisaka biết điều gì đó nerima tới nơi thì bên trong tất cả các thành viên đều có đôi có cặp nerima cũng hơi sốt ruột nhưng jirina xuất hiện kịp thời với kiểu tết tóc dễ thương khác lạ hai người còn tặng quà cho nhau làm cặp đôi của takeda đứng ngay cạnh thấy ghen tị bước vào lớp học người bên chính phủ bắt đầu phát cho họ kẹo cao su jirina tò mò không biết là thứ gì nên đưa lên mỗi người mùi thơm của nó rồi họ tiếp tục thuyết giảng về tình yêu và tình dục để khiến các cặp đôi tự tin hơn họ còn chiếu phim thật cho các cặp đôi xem nerima nhìn mà nóng cả mặt ngay cả cậu bạn thân Takeda cũng đã quay sang áp dụng dần với bạn gái. Nerima nhìn Jirina thì cô ấy đang cầm chặt món quà mà cậu tặng, còn nhắm tịt mắt lại không dám xem, quả là một thiên thần ngây thơ trong trắng. Lúc này anh chàng Jarima nhân viên chính phủ lại bên cạnh Nerima và thúc giục cậu lựa chọn sớm người con gái được chỉ định hoặc người con gái mà Nerima yêu. Nhưng dù sao lát nữa Nerima cũng phải thực hành và họ sẽ theo dõi từ phòng kế bên. Nerima còn nghe mọi người nói nếu không làm gì thì sẽ bị phạt việc này khiến cậu càng áp lực hơn nữa vào phòng thực hành cho các cặp đôi nerima kiểm tra xung quanh rồi quay ra đẩy jirina xuống giường nerima đã hôn jirina ban đầu cô ấy có vẻ không chống cự nhưng lại rơm rớm nước mắt nerima nhận ra mình đã làm điều sai trái với thiên thần này nên vội vàng xin lỗi và nói ra nguyên nhân khiến cậu làm bậy ririna khẳng định chính phủ sẽ không theo dõi vì sẽ mất uy tín của sợi chỉ đỏ khoa học ghép đôi việc này đòi hỏi các cặp tự nguyện nếu muốn nerima vừa cay vì bị lừa vừa hối hận vì làm tổn thương jirina giờ còn khiến cô ấy sợ hãi và giận dữ. Cô ấy quyết định không gặp Nerima một thời gian để lấy lại bình tĩnh. Nerima nổi cáu đi tìm người đã nói dối mình, nhưng nhận lại là câu trả lời hết sức bình thản. Rajima muốn Nerima làm chuyện đó với Jerina để loại bỏ sự lựa chọn với Misaki. Sau đó anh ta bỏ đi để mặc Nerima bất lực đứng đó. Cậu trở lại trường học và bất ngờ khi thấy Nisaka đang tập kịch với Misaki. Hóa ra cậu ấy đóng vai Juliet còn Misaki lại vào vai Romeo. Thật không biết họ định diễn bi kịch hay hài kịch nữa. Nisaka không muốn tham gia chút nào nhưng tất cả là nhờ ông thầy giáo có tâm. Thầy không hề bắt ép mà chỉ là sẽ xóa số buổi cúp học của Nisaka nếu cậu tham gia tập kịch mà thôi. Nerima cầm điện thoại lên định kể chuyện này cho Jirina nhưng lại nhớ ra cô ấy còn đang giận nên thôi. Đúng lúc đó tượng người mà Jirina tặng rơi ra. Nerima đưa tay nhặt lấy thì bị bạn gõ ngay một phát bùa trúng giữa bàn tay phải đi phòng y tế băng bó. Phù, thật may là bức tượng không sao cả. Misaki nghe tin Nerima bị thương thì nhanh chóng chạy đến xem phải mất một lát cô mới bình tĩnh lại được. Sau đó Misaki thừa nhận bản thân đã tự tạo khoảng cách với Misaki. Thấy Nerima khác lạ, Misaki gặng hỏi thì biết được câu chuyện. Chà, quả là một chàng trai thật thà. Misaki đi tìm Jirina nói chuyện thì cô lại nhận ra có lẽ Jirina đã dần có tình cảm với Nerima. Tình cảnh lúc này giữa ba người dần trở nên khó xử hơn lúc nào hết. Còn Nerima ở trường lại gặp được Jarima. Cậu liền kéo anh ta ra ngoài tâm sự về chuyện của mình rajima thương tình nên cũng kể lại chuyện một cặp đôi tương tự như thế chàng trai trong câu chuyện đó đã không níu giữ người mình yêu từ lâu và để cho cô ấy kết hôn với người được chỉ định sau đó là sự hối hận vô bờ trách cứ bản thân khi không dám đánh đổi mọi thứ để lấy tình yêu bị ngăn cấm anh hy vọng nerima sớm đưa ra quyết định cho chính mình để tránh làm tổn thương cả hai người con gái quan tâm cậu nerima cầm chiếc móc treo tượng cổ trên tay cậu nhắn tin chân thành gửi tới jirina nhưng vẫn không nhận được hồi đáp nhưng sau đó cô ấy lại viết thư cho nerima động viên cậu vì cô đã nghe misaki nói cậu không tập trung dẫn tới bị thương còn việc cô ấy giận thì đã hết rồi chỉ là cô chưa biết đối diện tiếp với nerima ra sao nên cứ để mọi chuyện tiếp theo tự nhiên cô vẫn sẽ giữ lời hứa đi bảo tàng cùng cậu nerima vui vẻ như được tiếp thêm năng lượng mới cậu chạy như bay tới trường nhưng trong lúc đó misaki lại đang đau khổ cô ấy biết rõ jirina đã yêu nerima nhưng lại chẳng dám nói ra cho jirina biết có lẽ nerima cũng có tình cảm với cô bé đó Misaki thấy họ rất xứng đôi nhưng cô không muốn Jirina cướp đi Nerima. Cô thấy bản thân mình ích kỷ và có lỗi với họ, nhưng cô sẽ tiếp tục giữ kín chuyện này. Lúc này tay của Nerima đã khỏi nên phụ giúp cả lớp chuẩn bị đạo cụ cho diễn kịch. Misaki biết tin Nerima và Jirina đã làm hòa thì chúc mừng cậu nhưng sau đó lại buồn bã. Đến lúc tập kịch thì mới phát hiện không thấy Nisaka đâu. Nerima đi tìm thì thấy cậu ấy ngồi buồn một mình trong phòng học. Tới khi nhìn thấy bộ trang phục diễn kịch của hai nhân vật chính thì Nisaka lại chẳng muốn đóng Juliet nữa. Nerima chạy đuổi theo với hy vọng Nisaka có thể tham gia vì mọi người. Nisaka lại hất tay Nerima cho rằng cậu chẳng hiểu nổi cảm xúc của cậu ấy. Đúng lúc đó bố của Nisaka xuất hiện, Nisaka chạy trốn mà không được. Nhìn họ chẳng khác gì anh em cả. Thế rồi cả ba người đi ăn với nhau. Nerima hết lời khen ngợi Nisaka trước mặt bố cậu ấy làm Nisaka ngại phải lấy lý do vào toilet bố của nisaka nói rằng bình thường nisaka chẳng kết bạn với ai từ bé tới giờ là thế vậy mà lại thân thiết với nerima thì quả nhiên cậu phải rất đặc biệt với nisaka ăn tối xong nerima và nisaka đi bộ về cùng nhau nisaka vẫn nhất quyết không đóng kịch nerima buồn lắm nhưng rồi nerima nhận ra câu chuyện bi thương của cặp đôi huyền thoại ấy cũng giống như tình yêu trong thế giới hiện tại của cậu yêu một người mà không được ở bên nhau thế nên họ đã hy sinh vì tình yêu ấy những lời nói đó có vẻ đã chạm tới trái tim của nisaka cậu ấy đồng ý tiếp tục diễn kịch, không phải vì lớp học mà có lẽ là vì Nerima. Hôm sau mọi người tới may đo trang phục cho vở kịch. Misaki đã dặn mọi người nói nhỏ thôi nhưng người đo vẫn hốt hoảng về cúp ngực A của cô ấy, lại còn thi nhau mô tả cảm giác sờ nắn nó làm các nam sinh đứng ngoài nóng hết cả mặt. Tới lực của Nisaka cũng thế. Số đo chuẩn đẹp xoái ca nhưng do vào vai nữ nên phải mặc áo động ngực. Các bạn nữ thấy Nisaka liền xà vào tranh thủ dấu mó Mỹ Nam của lớp. Nerima ở ngoài nghe thấy cũng thấy ngượng thay. Thời gian cứ thế trôi cũng sắp tới ngày vở kịch được công diễn, Nerima mang tờ rơi về để chuẩn bị đi phát thì đổ khắp cầu thang, thật may có Misaki đi tới đó nhặt giúp cậu. Rồi hai người vừa đi vừa nói chuyện về vở kịch sắp tới. Khi Misaki nói rằng đội trưởng muốn cô và Nisaka hôn nhau thì Nerima bất ngờ lắm. May là cả cô ấy và Nisaka đều đã từ chối. Thế nhưng Misaki cũng khen Nisaka rất nhiều, Nerima biết cậu ta hơn mình về mọi mặt nhưng cũng có chút buồn. Hai người họ bắt đầu nói về tình yêu, chẳng ai định nghĩa nổi nó là gì. Misaki nhớ lại những cảm xúc dành cho Nerima từ ngày nhỏ. Cô ấy đã luôn ngắm nhìn Nerima từ xa, vui vẻ khi thấy cậu cười, buồn nhớ khi không gặp mặt. Từ cấp 2 cho tới cấp 3, cô đều muốn học cùng Nerima và lặng lẽ theo dõi cậu như trước. Còn những điều xảy ra hiện tại thì như phép màu với Misaki vậy. Thế rồi Misaki lại bật khóc, bởi cô không phải là người được lựa chọn ở cạnh Nerima. Cô càng cảm thấy tự ti hơn trước Jirina, nhưng điều đó lại khiến Misaki thấy yêu Nerima hơn trước rất nhiều. Nghe vậy Nerima ôm trầm lấy Misaki vào lòng. Còn Misaki biết việc này là sai trái nhưng cô không thể ngăn được con tim, đến giờ cả hai cũng chẳng hiểu nổi tình yêu là gì trong thế giới này nữa. Lễ hội sắp diễn ra, Nerima phụ trách đi phát tờ rơi mà cảm giác chẳng ai thèm ngó ngàng tới cậu. Trong khi ấy Misaki mặc trang phục Romeo lại được chú ý từ đông đảo học sinh. Cậu nhận ra Misaki đã luôn nỗ lực rất nhiều, hẳn cô ấy đã rất mệt mỏi với công việc của lớp, vậy mà còn phải mệt mỏi với việc yêu đương chẳng rõ ràng thế này trật nerima nhận ra cô bạn cũ cấp hai khó tính cũng đến tham dự lễ hội cô ấy đã từng mắng té tát nerima trong lần trực nhật khiến cậu sợ hãi tới giờ còn cả su và một cô bạn thân của misaki cũng đến họ đều có vẻ có thành kiến với nerima nên cậu mau chóng ẩn thân lúc ấy jarima tìm tới và thông báo với nerima về việc anh ta đã điều tra ra tin nhắn lỗi mà cậu đã nhận được trong đêm nhận lệnh chính phủ đúng là nó đã bị người khác can thiệp và hoặc do hệ thống lỗi nên mới có tin nhắn đó nhưng trên cơ sở dữ liệu thì người được chỉ định để kết hôn với nerima chỉ có jirina vậy là chấm hết cho cuộc tình của cậu và misaki sao cậu không biết phải làm gì với jirina trong khi cậu đâu yêu cô ấy lúc này jirina và người bạn mới đã đến lễ hội cô ấy muốn xem chàng trai bình thường nào lại khiến cho jirina trở nên bất ổn thế này thế rồi nerima và jirina vô tình chạm mặt nhau ở cầu thang cả hai đều xấu hổ không biết nói gì nerima chỉ biết cúi đầu đưa tờ rơi còn jirina thì cầm lấy và chạy mất cậu không biết cô ấy còn giận chuyện cũ hay không nhưng thời gian diễn kịch sắp đến nerima tranh thủ đi giúp đỡ mọi người vậy mà cậu tay thối động đâu hòng nó nerima buồn lắm chỉ biết than thở với nisaka còn nisaka lại cho rằng nerima đã giúp cậu ấy và mọi người rất nhiều nếu không có nerima thuyết phục thì cậu ta đã bỏ vai diễn này rồi cậu ấy sẽ để cho mọi người hiểu tình yêu thực sự là gì mà con người có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nó vở kịch diễn ra thuận lợi hơn mong đợi tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi sân khấu khoảnh khắc của tình yêu thật đẹp nerima muốn nói với misaki và nisaka điều ấy nhưng bất ngờ lại gặp su ở ngoài cô ấy nói rằng misaki đã hy sinh rất nhiều vì nerima chỉ có cô ấy mới là một nửa thực sự của cậu đúng lúc đó jirina đi tới và nghe được mọi chuyện jirina bất ngờ khi cô ấy nói rằng misaki mới là định mệnh của nerima lại còn về chuyện thông báo nữa su chỉ muốn bảo vệ misaki bởi misaki cũng đang hết lòng bảo vệ điều gì đó cứ thế su bỏ đi để mặc zizina và nerima tò mò đứng đó nerima thừa nhận mình đã chưa nói việc tin nhắn của chính phủ cho ririna biết nhưng cậu cũng không tìm được cách để mở lời nerima cũng kể lại việc mình đã nhờ Zarima điều tra vấn đề bây giờ của cả hai là phải tìm cách moi được bí mật của su họ chỉ còn cách đến hỏi misaki số điện thoại của su thôi vừa tìm tới để gặp misaki thì nisaka lại trên ngang cuộc nói chuyện làm họ quên hỏi số điện thoại Ririna thấy nam sinh đóng giả Juliet thế này thì quá sinh xuất sắc ấy vậy mà khi biết đó là Nisaka thì cô lại quay xe ngay được. Lúc này bố và anh trai của Nisaka cũng tới. Ông anh của Nisaka cứ trêu cậu em giả gái dễ thương. Bố của Nisaka thì mời Nerima và hai cô bạn của cậu tới tiệc cưới để cảm ơn mọi người đã mời Nisaka đi cắm trại cùng. Từ bé Nisaka đã không có kỷ niệm nào với bạn bè như vậy cả. Thế rồi mày nói chuyện mà phải đến sáng hôm sau mới xin được số của Su. Lúc này Nerima không biết nên nói gì với cô bạn này cậu cứ viết lại xóa viết lại xóa cuối cùng thì cũng gửi được tin nhắn nhưng vẻ mặt của nerima thì lạ lắm jirina nhận được tin nhắn báo cáo tình hình của nerima thì hớt hải chạy đi tìm cậu lúc này nerima đang vừa khóc vừa đắp mộ ở công viên hỏi ra mới biết su chặn luôn số của nerima khi cậu gửi tin nhắn jirina thử nhắn xem sao thì su lại đồng ý gặp hai người vào trưa mai thế là họ tới gặp su jirina thì thẳng thắn và luôn vấn đề khiến nerima sốc lắm su lại nói ở đây không tiện rồi đưa họ tới quán cà phê mèo để nói chuyện nerima nhẹ nhàng hỏi liệu có phải điện thoại của su bị hỏng nên cậu không gửi được tin nhắn su nói là do cô chặn cậu câu nói phũ phàng như dội nước lạnh vào mặt nerima vậy lirina thắc mắc tại sao ghét nerima mà su vẫn nói cậu ấy và misaki là định mệnh của nhau su bắt đầu kể lại mình từng ghét misaki thế nào nhưng rồi lại yêu mến vì phát hiện ra con người thật của cô ấy cùng cô ấy tâm sự về mọi chuyện vì quá ngưỡng mộ tình yêu trói sáng của misaki nên su muốn bảo vệ cô ấy thế rồi jarima xuất hiện ngăn cản su nói tiếp về chuyện này bởi cặp đôi nerima và jirina là do anh quản lý rajima cho rằng cô gái mà nerima yêu không thể nào bằng với người được hệ thống lựa chọn được su tức giận cô cũng không muốn tiết lộ gì thêm về việc này nữa bởi sau này cô cũng sẽ là người quản lý hệ thống thông báo của chính phủ trước khi rời đi su bắt jarima phải thanh toán nếu không sẽ báo cáo anh trốn việc ra ngoài làm việc riêng khi ra về Jirina cũng thắc mắc liệu Nerima sẽ lựa chọn cô hay từ bỏ tất cả để đến với Misaki. Nerima cũng không hiểu nổi mình nữa. Cậu nắm lấy tay của Jirina và kéo cô đi. Hôm nay mọi người tới dự tiệc cưới của anh trai Nisaka. Nerima đang mải suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho hai cô gái thì bên trang phục áo cưới đề nghị Misaki và Jirina thử váy cưới làm mẫu ảnh. Mọi người ngạc nhiên lắm vì họ mới chỉ là học sinh cao trung nhưng lại càng chúng tiêu chí đẹp thơ ngây thuần khiết của tuổi thành niên. Thế rồi hai cô gái cũng đồng ý vì muốn tập dượt cho đám cưới sau này. Rồi mọi người cùng vào dự đám cưới của cô dâu chú rể. Một đoạn phim được chính phủ tạo nên chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ sau quá trình họ quen nhau từ ngày nhận được thông báo. Jirina nhìn họ mà vui mừng, Misaki cũng nhận ra Jirina đã cởi mở và dễ biểu lộ cảm xúc hơn trước. Nếu được cô rất muốn sau này được dự lễ cưới của Jirina, được ngắm bạn mình trong bộ váy cưới tinh khôi. Jirina thực sự biết hơn Misaki đã thay đổi con người cô ấy, Jirina mong họ mãi là bạn tốt. Chụp ảnh cùng gia đình Misaka xong Nerima phát hiện mình để quên điện thoại nên quay lại tìm. Rồi cậu thấy Misaki đang quỳ gối khóc dưới sàn. Cô ấy nói dối rằng mình ổn chỉ là đang vui mừng cho hạnh phúc của chú rể và cô dâu nhưng thực ra Misaki đang nói dối. Nói dối là một tội lớn trong xã hội lúc này. Cô không kìm nổi nước mắt nữa khi nghĩ tới mình sẽ chẳng là cô dâu của Nerima. Cậu không biết làm gì cho Misaki ngưng khóc. Nerima ôm và hôn cô ấy. Thế nhưng Jirina ở ngoài chứng kiến mọi chuyện. Cô giữ người. Sau đó là bỏ chạy hôm sau mẹ của nerima rủ cậu đi suối nước nóng với gia đình zirina tới nơi mà nerima và zirina cứ ngại ngùng nhìn nhau chẳng nói được gì người lớn để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ để nerima đưa zirina đi chơi họ cùng đi khắp phố phường ăn thử những món ăn nổi tiếng khi trở về nhà trọ mẹ đã đưa chìa khóa để nerima và zirina ở chung một phòng sau khi đi tắm suối nước nóng trở về thì có vẻ hai bạn trẻ khó ngủ zirina gọi nerima dậy cô muốn nói một việc hết sức quan trọng sau khi đã suy nghĩ một thời gian dài. Jerina nói với Nerima rằng cô đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp cậu và Misaki. Luôn có thói quen ghi lại những chuyện vui, rồi kết thêm bạn mới. Đó là những điều trước khi nhận được thông báo ghép đôi cô đã không có được. Jerina tin đó là nhận được sự ảnh hưởng của sức mạnh tình yêu giữa Nerima và Misaki. Dù cô biết từ bỏ Nerima có thể khiến cô buồn khổ, nhưng nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai, chỉ mất 6 tháng để hai người giả vờ như không hợp nhau từ đó chính phủ sẽ cân nhắc việc rút lại thông báo và không bao giờ ghép cặp trở lại nữa nerima lại không muốn lừa dối bản thân cậu không muốn phải thể hiện ra mình ghét zirina nerima bắt đầu rơi nước mắt zirina an ủi cậu chỉ còn cách này để cả hai có thể nhìn thấy nụ cười trên môi của misaki vì họ đều yêu cô ấy theo các cách khác nhau còn zirina chắc chắn rằng bản thân sẽ yêu người tiếp theo nhưng vẫn luôn ủng hộ cho nerima và misaki lúc này cậu thừa nhận bản thân có lỗi với cô khi đã hôn misaki ở đám cưới Jirina biết và không hề trách cứ, chính cô đã yêu cầu cậu hôn cô ấy hàng ngày. Từ bây giờ cô muốn Nerima tự do yêu Misaki mà không phải bận tâm về cô, nhưng chỉ lần này, cô muốn hai người hôn nhau coi như là luyện tập cho lần yêu người sau của Jirina. Ánh trăng chiếu xuống, Nerima hôn nhẹ Jirina một lần nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ để cảm nhận, rồi tiếp tục họ hôn nhau thêm lần nữa. Nerima không hiểu đây có thể gọi là tình yêu hay không, việc họ làm có đúng hay không nhưng nếu cứ mãi lừa dối tất cả mọi người thì sớm muộn nó cũng thành sự thật vậy nên cả hai phải dừng lại ở đây để dành tình yêu cho misaki hôm sau là ngày misaki và jirina hẹn nhau đi làm mẫu ảnh váy cưới mẹ của nerima gọi cậu xuống nhà để đi xem nhưng cậu không trả lời lúc này nisaka để nhà để gửi quà cảm ơn nerima đã dự đám cưới anh trai của cậu nisaka lên phòng xem tình hình của nerima thì thấy cậu ấy như đang thất tình nerima tâm sự với nisaka về sự tồi tệ của mình cậu chẳng đẹp trai cũng chẳng tài giỏi cũng chẳng có bản lĩnh mà đối diện với người con gái mình yêu cậu thấy hối hận khi đã đồng ý với cách làm của jirina nhưng giờ cũng chẳng thay đổi được gì cả có thể nói là cậu đã chót yêu cả hai người con gái ấy mất rồi nisaka mắng cậu là tham lam ích kỷ nhưng cậu ấy cũng thừa nhận rằng tình yêu nó là như thế đấy khi đã chấp nhận yêu thì cũng phải chấp nhận bị tổn thương việc hai người con gái đó làm là hoàn toàn do họ mong muốn để được yêu để được sống thật với chính mình nisaka khuyên nirima cũng nên tự đối diện với họ cứ đắm chìm vào tình yêu một cách bất chấp nếu không cậu sẽ phải sống trong ân hận về sau Nerima như tỉnh ngộ, cậu lao thật nhanh đi gặp hai người ấy nhưng vẫn không quên cảm ơn Nisaka. Nerima đâu biết trong lòng Nisaka cũng buồn, cậu ấy cũng đang nói dối vì người cậu thương. Nerima cứ chạy, ngã cậu lại đứng lên chạy tiếp. Misaki và Zirina thì đang chụp ảnh, tuy họ rất xinh đẹp nhưng lại chẳng thể tươi cười trong bộ váy cô dâu. Đúng lúc ấy Nerima mở cửa, cả hai cô gái đều vui nhưng nụ cười lại sớm tắt vì họ khó xử. Nerima khen cả hai người làm cho Misaki bật khóc. Jirina lau nước mắt cho cô và gọi Nerima lại chụp ảnh cả ba người. Nerima biết giữa tình yêu và sự lừa dối là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng đâu ai định nghĩa được tình yêu thực sự là gì? Quan trọng hơn hết là cậu được ở bên họ, đó mới là cuộc sống Nerima mong muốn. Không biết Nerima sau này sẽ đến với ai nhưng bộ phim về tình yêu học trò này cũng phải tới hồi kết rồi. Đừng quên theo dõi, ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.